Cô Ngọc Anh xin chào tất cả các bạn nhỏ vô cùng đáng yêu của chương trình 10 phút cho bé trước giờ đi ngủ. Ngày hôm qua chúng ta đã được lắng nghe câu chuyện về 4 anh tài rồi. Ngày hôm nay, cô Ngọc Anh có một điều bất ngờ nữa. Các bạn có biết con cua không nhỉ? Có khi nào mà chúng ta thắc mắc xem vì sao lại có con cua hay không? Và tại sao lại gọi là con cua? Các bạn có thường được nghe mẹ hay là nghe bà đọc câu ca rằng con cua tám cẳng hai càng bao giờ chưa? Hôm nay, cô Ngọc Anh sẽ kể cho các bạn nghe về sự tích con cua nhé. Câu chuyện bắt đầu. Ngày xưa, không ai nhớ rõ khi nào, có một cô gái xinh đẹp, nết na, nhưng kém may mắn hơn những người khác. Cô một cô mẹ lúc chưa đầy một tháng tuổi. Cha lấy vợ kế, được một thời gian thì cũng không hiểu sao ông sinh bệnh rồi qua đời, để lại cô con gái bé bỏng một mình. Cô con gái sống với mẹ kế cùng với đứa con riêng của mẹ. Cô con gái riêng của bà mẹ kế suốt ngày chỉ ra ngắm vào vuốt, chẳng phải làm việc gì cả, mà có làm thì cũng chẳng thành. Nhưng mọi lời khen ngợi của bà thì đều dành cho cô ta, và cô ta thì lấy thế làm hãnh diện lắm. Lúc nào cô ta cũng vênh vênh, váo váo, kiêu kỳ, tự cao, tự đại, cứ như mình là lá ngọc cành vàng vậy. Còn cô gái mồ côi thì phải làm hết mọi việc. Biết thân biết phận, vốn tính hiền lành, ngoan ngoãn, cô chịu đựng hết thảy, nín lặng làm hết mọi việc mà bà mẹ ghẻ đổ lên đầu. Cô dằn lòng gánh chịu mọi lời mắng chửi trút xuống đầu mình. Bao nhiêu người thương mến cô, thông cảm cho hoàn cảnh của cô, nhưng họ cũng chẳng thể làm gì để giúp cho cô bớt khổ cả. Một hôm thấy cô mặc một chiếc váy hoa rực rỡ, mụ ria ghẻ đã nổi cơn tam bành. Bởi xưa nay cô vốn đã xinh đẹp, giờ trong chiếc váy mới trông cô lại càng xinh đẹp kiều diễm hơn. Còn con gái mụ ria ghẻ thì có đắp bao nhiêu lụa là gấm vóc vào mà vẫn không sao che lấp được vẻ bề ngoài xấu xí. Bao nhiêu chàng trai tuấn tú tài giỏi đều chỉ muốn lấy được cô gái mồ côi làm vợ. Đến nước này thì mụ không sao chịu đựng nổi. Mụ ria ghẻ sôi máu, sấn sổ vào cô gái đáng thương mà chu chéo mà đánh đập. Con danh kia, sao mày cứ luẩn quẩn trước mắt tao, đồ lười chảy thây. Biết kiếm việc gì cho mày làm bây giờ? Không nhẽ ra sông giặt cho đống rẻ rách vứt ngoài ngõ. Mà này, chiếc váy đẹp thế này mày ăn cắp ở đâu đấy? Nói mau. Mụ ria ghẻ thẳng tay đánh cô con chồng. Mụ không ngớt gào thét. Nói ngay, đồ thối thây, thằng khốn nạn nào cho mày chiếc váy đó hả? Mẹ ơi, con xin mẹ, chẳng có gã đàn ông nào cho con cả, mà chính là của một bà già đã cho con đấy chứ. Nghe thấy thế, mụ ria ghẻ nghiến răng ken két quát lên. Bà già? Làm gì có bà già nào mà lại tốt bụng quá vậy? Thôi, nói thật đi, tao tha cho. Thưa mẹ, con nói thật ạ. Con chẳng biết bà già ấy là ai nữa. Hôm ấy con ra sông giặt quần áo cho mẹ và cho em. Bỗng có một bà cụ rách rưới, bẩn thỉu đứng bên cạnh con phèo phào xin nước uống. Nước sông đục ngầu nên con lấy ống nước đem theo đưa cho bà cụ uống ạ. Bà cụ uống nước xong thì liền cho con cái bọc nhỏ, bảo là thưởng cho lòng tốt của con. Mở ra thì con thấy chiếc váy đẹp này. Con định trả lại cho bà cụ, nhưng không thấy bà cụ đâu nữa ạ. Mụ ria ghẻ nghĩ, có lẽ đúng thế, con nhãi này chắc không dám nói dối. Thảo nào mà bấy lâu nay, người làng cứ bàn tán xôn xao là có một bà tiên nào đó. Đúng là bà tiên ấy đã cho con giành chiếc váy đó. Vậy thì ta phải cho con gái ta ra sông để xin bà tiên cho nó xinh đẹp được không? Thế là từ ngày ấy, cô gái mồ côi không phải đi giặt nữa. Con gái riêng của mụ thay thế công việc không lấy gì làm dễ dàng đối với cô ta. Nhưng mong muốn được gặp bà tiên để xin cho mình đỡ xấu đã thôi thúc cô ta. Ngày nào cô cũng ra sông với vài cái khăn nhỏ, hy vọng gặp được bà tiên nọ. Thế rồi hôm ấy, một buổi sáng đẹp trời, mây trôi bồng bềnh, chim sơn ca hót véo von, hòa thi nhau khoe sắc.
Cô gái đồng đảnh, ống hẹo đi ra sông để giặt quần áo. Cô thấy một bà cụ lạ mặt xuất hiện. Nhìn thấy bà cụ, cô gái kiêu kỳ định lấy bầu nước của mình ra để đưa cho bà. Bà cụ tới gần và bảo: "Chào cô gái, vạt váy của tôi lấm bùn, cô làm ơn lấy nước gột cho tôi với." Cô gái đỏng đảnh còng cớn đáp: "Cái mụ già bẩn thỉu này, bà nghĩ tôi là gì mà bà bảo tôi làm cái việc ghê tởm ấy? Dạng bà xách dép cho tôi còn chưa xứng." Chà, đúng là một đứa con gái hư hỏng hỗn láo. Con bé này không giống con bé kia. "Sao? Bà biết chị gái tôi à?" Cô gái đỏng đảnh hốt hoảng kêu lên. Cô ta hiểu là mình đã phạm sai lầm, không thể cứu vãn được. Thế là cồng tòi mấy ngày, mình phải chịu khổ sở. Cô gái mở miệng định xin bà cụ tha lỗi và cầu xin cụ cho mình được xinh đẹp, thì bà cụ đã nghiêm sắc mặt và nói: "Một con người có tâm hồn xấu xí thì không thể trở thành người con gái xinh đẹp được. Lũ các người phải bị trừng phạt." Bà cụ nói xong, thoát biến mất như chưa từng xuất hiện ở đó. Liền sau đó, cô gái đỏng đảnh cũng biến mất. Ở chỗ cô ta vừa đứng, xuất hiện một con vật nho nhỏ, xám xịt, chân cẳng tua tủa. Đến nay, cứ thấy người lại gần, con vật đó lại lùi xuống sông. Đó chính là con cua đó. Câu chuyện về sự tích con cua ngày hôm nay thì đã khép lại ở đây rồi. Có bạn nào muốn nghe một câu chuyện khác nữa không nhỉ? Con Ngọc Anh sẽ đọc tặng các bạn một câu chuyện nữa nhé. Đó là câu chuyện về sự tích con dế. Ngày xưa có một người đàn ông, hai vợ. Người vợ cả chết sớm, để lại một đứa con trai. Con bé đặt tên là Văn Linh. Người vợ lẽ cũng sinh được một đứa con trai khác, đặt tên là Văn Lang. Văn Lang hơn Văn Linh những 5 tuổi, nhưng hai anh em chơi với nhau thân thiết hơn cả anh em cùng một mẹ. Những khi mà Văn Linh bị trẻ con lối xóm ăn hiếp thì Văn Lang lập tức bênh vực. Nhưng Văn Lang không biết rằng mẹ chàng trai lại coi Văn Linh như kẻ thù. Văn Linh ngày một lớn khôn, người bố cho chàng theo nghiệp sách đèn. Còn Văn Lang thì từ lâu đã theo bố tập quen nghề trông coi cày cấy. Nhà họ vốn có của ăn của để, cả một tư cơ đồ sộ chất chiêu đã vài ba đời, được gần vài chục mẫu ruộng và một mẫu vườn, có nhà ngói cây mít thuộc vào loại khá nhất trong vùng. Đột nhiên người bố ốm nặng rồi qua đời. Người dì ghẻ ngoài mặt thì đối đãi với Văn Linh ngọt ngào tử tế, nhưng trong bụng thì lại như muốn nhổ cây gai trước mắt. Là con đích cho nên Văn Linh sẽ được gần như toàn bộ tài sản. Còn mẹ con Văn Lang thì nhiều lắm cũng được vài ba mẫu ruộng với cái trại ở bên kia đồi. Tục lệ đã đặt số phận của hai anh em là như vậy. Người dì ghẻ bỗng nảy ra tà tâm, muốn giết chết con chồng để chiếm lấy tất cả gia tài. Ý nghĩ ấy ngày một nung nấu trong lòng mụ. Càng nung nấu nhiều hơn, từ hôm người chồng, người bênh vực cho Văn Linh không còn nữa. Một hôm thì người mẹ ghẻ mới sai hai anh em mang tiền đi mua gỗ. Trước khi đi thì mẹ gọi con đẻ vào buồng riêng và dặn dò: "Con ơi, con hãy tìm cách khử nó đi. Rừng nhiều thú dữ, sức con thì khỏe gấp đôi nó. Nếu khôn khéo và kín đáo thì con chẳng sợ tội vạ gì hết." Người mẹ còn dì tai: "Nếu mà nó sống được thì mẹ con ta không có tấc đất cắm rủi đâu con. Có trừ đi được chúng ta mới mong sung sướng." Văn Lang không muốn nghe lời mẹ, nhưng cũng không muốn làm phật ý mẹ, bèn cứ giả tảng vâng lời, khăn gói ra đi. Đến cửa rừng, Văn Lang nói thật cho Văn Linh biết mọi việc rồi bảo: "Mẹ tôi trước sau cũng tìm cách hại anh, vậy anh hãy tìm cách trốn đi. Số tiền mua gỗ anh hãy cầm lấy tất cả mà tiêu. Đến một lúc nào đó anh hãy trở về, chúng ta sẽ sống bên nhau." Khi Văn Linh đi rồi, Văn Lang giết một con chó, lấy máu rồi bôi khắp nơi. Khi trở về nói cho mẹ biết là mình đã hạ thủ Văn Linh xong. Mặt khác nói với mọi người rằng anh mình đã bị hổ vồ mất tích. Xóm làng không một ai nghi ngờ. Người dì ghẻ cho là mưu của mình đã đạt, từ đấy không còn lo lắng gì nữa. Lại nói về chuyện Văn Linh đau khổ từ giã Văn Lang ra đi. Một thân một mình, chưa từng rời khỏi nhà bao giờ, nay bơ vơ giữa một nơi xa lạ,
chàng ngập ngừng không biết đi đâu. Loanh quanh mãi, cuối cùng một đêm nọ, chàng lại lần về mộ mẹ, nằm úp mặt lên mộ, than khóc rồi ngủ quên. Ở dưới mộ, mẹ chàng thương con quá, bèn hiện lên thành con chim Phượng Hoàng, ấp con vào đôi cánh. Thấy trời sắp sáng, Phượng Hoàng dùng chân quắp lấy Văn Linh rồi bay đi rất xa. Từ một hòn núi cao, Phượng Hoàng hạ cánh. Tỉnh dậy, Văn Linh sửng sốt, nhưng Phượng Hoàng đã nói: "Ta là mẹ con hãy ở đây, chớ về mà nguy hiểm. Rồi hàng ngày, mẹ sẽ đến với con." Nói rồi Phượng Hoàng hóa thành nhà cửa và mọi đồ ăn, thức uống để Văn Linh ăn ở tại đây. Sợ con sao nhãng học tập, Phượng Hoàng lại mang sách vở tới cho con ôn luyện. Ban ngày Phượng Hoàng biến đi, nhưng đêm lại thì nó bay đến chỗ của Văn Linh để bảo vệ con. Tờ mờ sáng, nó còn gáy lên để đánh thức con dậy học, rồi mới chịu cất cánh bay về. Bấy giờ ở phía dưới núi có một xóm dân cư rải rác. Trong xóm có nhà một cô con gái tên là Ngọc Châu. Ngọc Châu đẹp như hoa mà chưa có chồng. Nàng có một người đầy tớ gái tên là Hồng. Hai người sống nương tựa vào nhau, lấy nghề dệt vải nuôi thân. Từ dạo Văn Linh đến ở trên núi, hai thầy trò Ngọc Châu lấy làm lạ, không hiểu vì sao trên núi từ xưa vắng bóng người. Thế mà lúc này cứ mờ sáng khi họ ngồi vào khung cửi đã nghe thấy tiếng chim phượng gáy, rồi nghe tiếng học trò học sang sảng cho đến sáng. Một hôm gà gáy canh năm, Ngọc Châu giả cách làm tắt đống nhấm để bắt nàng Hồng lên núi xin lửa của người học trò, bấy giờ đã cất tiếng đọc sách. Hôm ấy Văn Linh dậy sớm thắp đèn ngồi học, bỗng nghe có tiếng gọi cửa. Chàng mở cửa ra thì đó là một cô gái. Sau khi cho lửa, anh hỏi vay cô gái một hũ dầu vì dầu nhà mình đã cạn. Nàng Hồng chỉ nhà để cho anh xuống lấy, nhờ đó mà Văn Linh làm quen với Ngọc Châu. Thế là chàng đã có bạn xóm giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Từ chỗ quen nhau, họ muốn được nên thành vợ thành chồng. Một hôm Ngọc Châu mời chàng về ở cùng một nhà để tiện bề đèn sách. Được con báo tin, chim Phượng Hoàng mang tới cho áo quần và tiền bạc, rồi từ đó nó không trở lại nữa. Đám cưới cử hành đơn giản nhưng cũng rất vui. Từ nay, bên Văn Linh đọc sách, còn bên kia Ngọc Châu quay ra, cảnh đầm ấm ấy không ai hơn được. Sau 5 năm học hành thành tài, Văn Linh quẩy lều chiếu đi thi. Đậu trường hương, chàng vào kinh quyết tranh đua ở trường hội. Chàng sung sướng khi nghe loa báo có tên mình ở bảng tiến sĩ. Hôm vinh quy, cờ quạt chiêng trống và quân gia rầm rộ kéo về quê. Thấy anh vinh hiển trở về, Văn Lang hết sức mừng rỡ. Trong khi ấy, người di kẻ nghe tin thì đột ngột không kịp trốn, bèn chui xuống nấp ở dưới gầm giường. Nhưng vì quá sợ hãi, mụ đã vỡ mật mà chết, hóa thành con dế. Và đó là câu chuyện sự tích con dế mà cô Ngọc Oanh kể cho các bạn nghe ngày hôm nay. Còn bây giờ thì muộn mất rồi, các bạn sẽ nhanh chóng đi ngủ nhé. Cô Ngọc Oanh xin được chào các bạn, chúc các bạn ngủ ngon và mơ những giấc mơ thật là đẹp.